Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Và sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tin Việt Nam được trình bày với Tuyết Nhi. Kính thưa quý vị, Giám mục Ngô Quang Kiệt thăm Đan viện Thiên An. Giám mục Ngô Quang Kiệt, cựu Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến thăm Đan viện Thiên An, nơi đang xảy ra tranh chấp đất đai với chính quyền Cộng sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm ngày 10 tháng 7, theo trang tin mừng cho người nghèo, tin cho hay Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã hiệp dân thánh lễ và ghé thăm ngọn đồi nơi thánh giá bị hạ xuống và thăm hỏi, an ủi các đan sĩ. Hồi năm 2010, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt từ nhiệm sau các cuộc tranh chấp đất đai giữa giáo phận Hà Nội và chính quyền Cộng sản. Xung quanh tòa khâm sứ và nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Thái Hà, sau khi lặng lẽ từ chức, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt lui về hưu dưỡng tại Đan viện Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình. Mặc dù không còn chính thức đảm nhiệm trách vụ trong giáo hội Công giáo, ông vẫn lui tới thăm viếng các giáo xứ nơi xảy ra mâu thuẫn với chính quyền như các giáo xứ Đông Yên, Vũ Yên thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Mới đây, ông cũng vào tỉnh Nghệ An thăm hỏi các linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam, những người đã dẫn dắt Di áo dân và các giáo xứ Sông Ngọc, Phú Yên biểu tình chống thảm họa môi trường biển do công ty Formosa gây ra. Mới đây, tình hình Đan viện Thiên An nóng trở lại sau khi nhiều người được cho là bị chính quyền Cộng sản giật dây, tấn công đan viện, hành hung đan sĩ và đập phá thánh giá. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cáo buộc Đan viện Thiên An là xây cất trái phép, trong khi đan viện cho rằng 107 hecta đất trên đồi Thông là thuộc quyền sở hữu của giáo hội. Và thưa quý vị, bản tin sau đây cho biết Hoa Kỳ kiểm tra toàn bộ cá da trơn nhập từ Việt Nam. Cá tra, cá ba sa hay còn gọi chung là các loại cá da trơn từ Việt Nam nhập vào thị trường Hoa Kỳ sẽ bị kiểm tra bắt buộc 100%. Đây là thông báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cho thấy rằng cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ tiến hành những đợt kiểm tra bắt buộc sớm hơn dự định, tức là bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 thay vì 1 tháng 9 như quyết định trước đó. Vào ngày 10 tháng 7, Cục Quản lý Chất lượng Nông sản và Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam đã gửi văn bản đến doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra, cá ba sa trong nước, nhắc nhở các doanh nghiệp này liên hệ với phía nhà nhập khẩu bên Hoa Kỳ để tuân thủ mọi quy định mới của Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa các lô hàng cá tra từ Việt Nam phải được kiểm tra tại các cơ sở kiểm tra nhập khẩu chính thức và nhà nhập khẩu phải có mẫu đơn đăng ký kiểm tra FSIS trước khi lô hàng đến cửa khẩu. Những quy định kiểm tra mới sẽ khắt khe hơn về những quy trình như sự phù hợp của chứng thư kèm theo lô hàng, điều kiện bảo quản và điều kiện vệ sinh chung, dư lượng hóa chất độc hại, vinh danh loài và vi sinh vật gây bệnh. Việt Nam trên danh nghĩa có 62 doanh nghiệp được Hoa Kỳ cấp phép nhập khẩu cá tra, nhưng do bị cấp phép nhập khẩu cá tra nhưng là do bị áp thuế cao về chống bán phá giá nên chỉ có vài doanh nghiệp có xuất khẩu thực tế, thưa quý vị. Trước đây thì thủy sản Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ được đặt dưới sự kiểm tra của FDA, đó là nơi quản lý thực phẩm Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cảnh báo công ty môi giới nhà đất lừa đảo khách hàng. Vào ngày 10 tháng 7, Công an Cộng sản tỉnh Đồng Nai đang điều tra việc công ty cổ phần địa ốc Kim Phát và công ty Việt Hưng Phát bị tố cáo do dầu hiệu lừa đảo trong việc môi giới phân lô bán đất nền. Theo truyền thông Cộng sản loan tin, trước đó nhiều công dân ở Sài Gòn kéo đến Đồng Nai đòi gặp chủ tịch Cộng sản tỉnh Đồng Nai tố cáo công ty cổ phần địa ốc Kim Phát chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân, đặt cọc mua đất nền tại các dự kiến khu đô thị mới Phước An, huyện Long Thành và khu dân cư theo quy hoạch ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Sau đó, một số người mua đất nền tiếp tục tố cáo công ty Việt Hưng Phát có dấu hiệu lừa đảo bán dự án, tư vấn sai sự thật về dự án Diamond City ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Theo Công an Cộng sản, công ty trên đã nhận chuyển nhượng đất dự án từ các chủ đầu tư như công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Hương Sơn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công ty địa ốc Long Kim Phát v.v. để mở bán cho nhiều khách hàng. Hiện Công an Cộng sản cũng đang điều tra nhiều công ty môi giới đã đến tỉnh Đồng Nai nhận chuyển nhượng từ các chủ nhân
đầu tư rồi rao bán nền, nhận tiền khi dự án chưa đầy đủ thủ tục pháp lý. Kính thưa quý vị, đó là phần tin Việt Nam và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi hôm nay. Tuyết Nhi và Ngọc Thủy cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái kính chào.